ở hồ Canh Soi đó, cái gừng đất của Hawaii chúng ta đây là gừng coi như là nhất thế giới luôn, nhất thế giới không thể nào bằng được bằng nó đâu. Tại vì trồng càng nhiều thì càng nhiều tiền. Dạ yeah, đúng, đúng, đúng rồi, đúng rồi. Nếu mà trồng ít thì ít tiền, trồng nhiều thì nhiều tiền. Là không có sâu nha. Dạ dạ. Sao mà này không có sâu chích nha. Anh kia là bẻ ra là của Uy coi là thấy không? Không sâu à. Mình làm kỷ niệm thôi. Không có sâu, không có sâu đó. Con này cái đám được cái đời mình này chắc cũng có thôi. Mấy đếm coi. Hả? Mấy muối? 1 2 3 4 5 6, 6 muối. Vỏ chốc à. Ăn, ăn. Trời. Ôi, cơm cơm này mới ngon nè. Ngon lắm. Cơm ngon. Nhiều cái bọn nó, em qua cái nó. Hello các bạn, welcome back to Hawaii Channel. Giờ mình có mặt ở nhà của chú Hòa đó. Chú là người Việt Nam thành công ở đảo Hawaii này đó. Bây giờ mình thăm á. Hôm qua nhà chú, hôm qua nhà chú hôm nay đi dắt cả nhà đi coi vườn cây trái sơn cái trước đi. Ok. Chú đi. Rồi cái này là gừng Hawaii, đây là gừng organic, cái gừng này là không có xịt thuốc bỏ phân gì, cái này gừng tốt lắm ạ. Anh vô này sống thọ lắm. Chú chồng mới thu hoạch. À, giờ đầu tiên nó là mình gừng đầu tiên mình đưa vô mình đưa về thì mình đưa qua máy mình rửa. Đó mình rửa rồi bây giờ mình đưa vô cái này là chờ cho nó khô. Khô rồi bắt đầu mình đều phát vô mình cho mọi người coi gừng bự quá hả? Gừng Hawaii nè. Đó, bự. Bự lắm Quy đi gần Vương nè, mặt ú luôn. Tôi khoan nó bật ra đèn cho nó sáng cái xíu ra. Wow, nó bự chưa? Nhìn giống như hung nhung hưu. Đúng rồi. Có nè. Hôm nay là hân hạnh lắm được chú dẫn tới nhà. Đẹp quá không? Thì thực ra cái gừng này nó phụ vực nó tốt đó. Có nhiều người nghĩ là mình bỏ phân nhiều không phải đâu. Cái này là đất ở hồ Canh Soi đó. Cái gừng đất của Hawaii chúng ta đây là gừng coi như là nhất thế giới luôn. Nhất thế giới. Không thể nào bao địch bằng nó đâu. Tại vì cái này là bỏ ít phân thôi mà nó ra dữ vậy đó. Dạ. Quá quá đẹp. Bao nhiêu năm rồi chú trồng gừng chú? À, dạ trồng gừng mới có 29 năm rưỡi rồi. Ồ, mới chỉ có 29 năm. Mới 29 năm rồi. Ai mà cái này là gọi là giống như là vua gừng. Vua gừng Hawaii đó. Trồng gừng á thì gừng càng già nó càng cay. Dạ. Mà gừng thì trồng càng nhiều thì càng nhiều tiền. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Nếu mà trồng ít thì ít tiền, trồng nhiều thì nhiều tiền. Thôi bây giờ dắt cả nhà đi coi vườn nước cây trái ra cái đi. Quay quay cái máy rửa nè, đó. Quay không? Nước nước. Ừ. Nước. Anh ơi. Có làm luộc đó. Thì cái máy này là cái máy đây rồi nó gừng. Thì mình đầu tiên là mình ve cái xe vô bật lên cho nó on lên nè. Tắt nè. Cho nó quay lên là biết liền nè. Đừng đưa tay vô. Đấy, đây đây. Đó. Đó thì nạp vô thì nó có cái hệ thống nước kia nó xịt lên. Đó nó xịt lên một trên dưới đường mét trên một đường dưới đường. Thì nó đi ngang khu gừng cái là nó sặc lên. Nhưng mà nhớ cái này nha, đừng có để ngón tay vô nha. Ở trên này thì được, mà chỗ này là chỗ này đừng bỏ vô thôi, chứ trên này đóng vô. Nó tắt máy rồi, tắt máy thì con nít này nguy hiểm lắm. Rồi, đi. Đó, rồi bây giờ cái vườn cây mình đi đầu tiên là mang ta được ta lấy thay cái cây móc. Wow. Wow, quá trời trái cây luôn. Cái bụi cây này gì vậy? Cái hồ này là chứa nước. Nước bụi quá. Trời ơi, biết cái cây kia là cây gì đó. Nhìn tay nè. Lấy bịch nữa. Lấy bịch. Trồng cây trồng gừng mà có đem phụ thêm bịch trong đâu, không bịch. Cây anh trái nữa. Chú Hòa đây lấy cái bịch giấy chú Hòa. Cầm đi mẹ đang quay mà. Chắc kia cầm. Lấy cái bọc chắc kia cầm đi mẹ đang quay. Nhưng mà cái này chú có bán rồi phải không? Ờ thì nếu mà người nào tôi thích thì tôi bán, còn nào mà không thích thì không bán. Cái này thì là văn nghệ chơi thôi. Đấy, thì ai là chiếc này nó có trái này luôn nè. Đó thì ai mà muốn mua cây á liên lạc với mình liên lạc với chú, mà chú thích bán thì bán. Còn không á, không lại đây cho không mà cho không bán. Không mà nếu mà người thích thì tôi cho luôn. Ừ. Nhưng mà phải đẹp đẹp chút xíu không? Khách nơi mua là cho luôn. Cái mận này là có trái luôn là Vi. Dạ. Cây là trồng trong này là có trái luôn nè. Đúng rồi, cây này bữa hổng con ờ nó cho mình cây đó phòng. Ờ, đúng nó rồi. Có mọc không? Ồ mọc. Ồ trái nhiều lắm. Cái mận đó hả? Ờ mận nào mận không nào. Thì bây giờ mình đi tới đi coi cái mận này trước đi. Mận hồng đào đi. Dạ. Nhiều lắm.
mật ngọt mà sao trên bữa mình mua nó tới cái góc kia lấy mấy cái thùng á, thùng cái xô đằng cái góc á. Xô. Bên đây là nhà, nhà kế bên cũng có cái quà đó phải không? Ừ, ông anh rượu chú quà đó, ông ơi. À chú Hiệp hả? Chiếc HQ16 đó. Bị Trung Quốc nó xịt một trái đạn mà nó lép chứ nó mà nổ thì tao banh xác rồi. Nó nổ thì banh xác rồi bên đây. Nhưng mà nó nên xui quá nó đạn nó lép. Đây mới gỡ rồi. Ủa cái ớt nè. Ớt này ớt sừng trâu rồi, ngon lắm anh em. Ớt này anh sợ là hết ký đi. Cái này đây là bây giờ mới ngon ra dũng dũng này. Các bạn cái mặt chú cái mặt. Wow, cái mặt gì chú lạ. Đó giống giống như bữa hổm cái mận ở nhà đó. Đó nè. À bây giờ nó bự lên vậy hả? Quá trời nó ngon luôn nè. Đây 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 cái thằng đây. Ủa cái giống này chứ chỉ có một giống thôi phải không? Đây là bây giờ tao nó gịch xuống nó bẻ luôn rồi hưng. Dạ dạ. Chụp hình nó bẻ luôn nó mặt nè. Rồi ai chụp hình đi. Ê Châu chụp hình đi Châu. Có máy không? Chụp hình giùm Vi đi. Ồ em quay cho nè. Không ý là có thêm cái máy á. Thôi khỏi đi khỏi. Mận bự quá vậy. Thật sự không? Ờ. Rớt rớt. Trời mận bự quá. Cười. Ôi giời ơi. Khỏi đi Châu. Trời u đâu rồi. Châu khỏi cũng được, khỏi cũng được. Không. Rồi mới ăn thử nha. Ờ lấy điện thoại quay 15 giây. Ngon ngon không? Trên cái rồi. Làm take picture nè. Mặt mặt organic luôn quá à. Wow, ngọt quá. Ngọt lắm. Không? Không. Nhưng mà nó hay cái là không có sâu nha. Dạ, dạ. Cái này không có sâu chích nha. Anh kia là bẻ ra là coi nè thấy không? Không có sâu à. Mình làm kỷ niệm thôi. Không có sâu, không có sâu đó. Ừ. Giòn giống miền Nam đi chàng. Cái flower á làm. Cái bông trái mọc vô chú. Chết mẹ rồi xin lỗi. Ừ. Nè nè mọi sao người đứng chụp tấm hình kỷ niệm mà. Giọng là cái măng cục có trái. Nè. Vô kỷ niệm. Mày có mà. Ủa quay. Mận ngon lắm. Cái măng cục có trái chú. Ngon tí lắm. Cái là special của chú đó. Cái chuyện trái luôn. Trời thấy đẹp quá. Nè nè trái không? Cái này là cái video khoẻ này hay nè. Bông đẹp lắm, bông này bông là thánh tại xe đó. Ồ vậy hả? Ừ. Cầm nó không? Ăn trái giả quá vậy. Đây nè. Ồ nhà chú có cầm. Tao quay phim tao nhiêu ông lấy ông bẻ rồi. Bẻ rồi cái cả nhà nó tôi nó nói mình mua ngoài chợ tôi đâu gì đâu có hiên sống. Nó phải ra chính gốc cây. Đây. Cái cây đẹp quá. Thực của anh Dũng. Dạ nó kêu là đời nó nói là lỗ mũi cầm đi cầm đi lỗ mũi không có nở gì cho nó kêu là nhân sao vật vậy. Thì mình cứ khen ra tôi nói câu đó đơn giản nhất. Nhân sao vật vậy phải không mua vị. Dạ. Người tốt cái cây nó cũng tốt. Muốn lời chim hay gì không? Trời ơi nó bự ra trước nhiều lắm sao giờ nó hết rồi. Chút xíu còn quay 15 giây rồi, quay 15 giây còn tắt rồi. Quay chút cái cây hay nha. Quay đứng hả? Đây là trước nhà của ông Hòa. Măng cục á. Quay cây phượng của ông Hòa nó trồng cùng lúc mà cái cây của mình nó thành cây cổ thụ và cây của ông Hòa. Thôi, đừng nói vậy, cả nhà người ta nghe tao. Ủa này măng cục hả chú? Măng cục nè. Wow. Cây này mấy cây luôn. Cây này à, cây quay chỗ cây này là mình tái mình dưới đâu luôn à. Trời ơi. À dễ thương không? Xíu à. Này mà chờ nó bự vậy chắc lâu lắm rồi. Cái đó chưa ăn được. Không dám rồi. Cái gì? Chờ cho nó bự giống vậy chắc cũng phải nè. Phải thì quay đi cho bà quay shot đi. Nè. À. Mấy cầm tôi không biết luôn. Cho hái đi. Ừ. Xin mấy trái để cho hết luôn. Ta có cái tâm tốt lắm. Đẹp quá ha, cái con bự nhỏ nè. Nè. Quá trời nào quá trời trái luôn. Hôm nay nhà chú Hòa là giàu luôn rồi. Quá trời. Cứ 5 đồng trái, 5 đồng trái vậy đó, cần hàng trái thì biết ngàn ngàn đồng bạc. Bán chi 5 đồng trái rẻ quá vậy chú. Đây nè, trái này chín nè, hái luôn, tự hái luôn đó. Kìa, vi hái đi, Quỳnh quay vi hái nè. Đó. Cây này có chừng bao nhiêu năm mới. Cô Bất Kỳ nhỏ nhỏ hái chứ măng cục chín trên cây. Dắt Hưng còn trẻ thì đời con ăn được, mà nếu chú Hòa thì chắc đời cháu nó mới ăn được. Dạ 18 năm mới kê nè mới có trái. Rồi ăn đi để ăn. Ừ, 18 năm. Thôi đời con này cái ăn được chứ đời mình chắc cũng có thôi. Mấy điểm ơi.
Hả? Mấy muối? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 muối. Nhất không? Vậy lấy cho lam tư ăn nha Quỳnh. Ừ. Ngon không ngọt không? Cây này không có bỏ phân nha. Không có phân nha. Bỏ cây luôn. Nè. Trái này ăn được nè. Nhưng mà trái đó chắc nó bị chít rồi. Không ngon mấy đâu. Bị cái dạng này bị gì chú? Con gì cắn hả? Đây là cô bắt kỳ nho nhỏ. Vô đây là Quỳnh ơi. Này mình nhiều lắm. Tôi có phải làm chưa? Có trái nào không? Chú Hưng đi heo quay đi nè. Đây nè, Hưng quay nè, wow. Thấy không nè? Không lát nhớ. Đây trái rồi. Bón lại cho chủ nhà nha. Không không, cái đó thì chú Hòa không đòi hỏi đâu. Nhưng mà lên mạng thì cứ để số phone chú Hòa ở đó. Đây là đây, đây 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 có cái trái là ngon lắm nè. Quỳnh ơi. Để số phone chú Hòa lại nha, để cho người ta biết. Chú Hòa đang nói trái chín. Chú Hòa dễ thương nhất cái lộ nha. Rất là thân thiện nha, mọi người đến đây cứ liên hệ chú Hòa. Chú Hòa rất là nhiệt tình nha. À, lần tiên thấy cây măng cục quá Vi. Ờ, tôi cũng mới thấy. Nhậu ghê ghê. Đợt nó bự về 20 năm á. Ừ. Cây nhà tôi tới đây. Bốn cây là hỏi tiền không? Thêm trái nữa đó. Vì đi xích vô chung với Hưng nha. Organic luôn á. Không có đâu. Wow. Nói gì nói vậy dữ cả nhà người ta cười chết luôn. Wow. Rồi bây giờ lát ra cái bình cây lai chi sau rồi thấy mấy ớn chà đậu luôn. Cây có. Không có, kêu tới đây làm gì cái Hưng Hà Hoa này người ta bắt cỡ. Nó kêu muối cho muối nha. Số hộ đấy. Ừ. Ngọt lắm. Số hộ. Nhận hái tùm. Hái gì đây? Lên lên cái gì biết không? Nó chỉ cho lịch sử nha. Trời ngon thiệt, không thấy hộp luôn á. YouTuber lên đó, chị thề đó. Ghê quá. Tôi ghê quá, tôi lên. Không thấy hộp luôn á Vi. Đổi đại lên, không coi luôn. Măng cục không hộp nha, hơi bị ngon mà ngọt thịt không không có hộp. Ờ cái đó mới hay á. Tại thế bởi tên nhìn sao bịch vậy mà. Dạ chú Hòa có hộp rồi. Tại chú nói như vậy mà. Tại có 4 cây, 4 cây rụng mình lụm đi cháu, rụng mình lụm đi. Chú Hòa cho hết á. Cái gì vậy? Chanh nè. Nó nói tại nhà chú Hòa cứ thấy cái gì khoái là cứ ăn đi không sao đâu. Đó không có lọc có rồi. Không ăn cục nó ngọt thật sự luôn á trời. Ngon quá. Ta có cái tâm mà mời ra đến Chúa Trời nó giữ có hai cái thôi, mến Chúa và yêu người có nhà như đó. Thoải mái. Thoải mái. Vô tư thoải mái. Nhưng mà quan trọng có là đừng, chanh đừng, à. Đừng có chữ nó ghét chú Hòa thôi. Ừ, có nhiều người nó ghét chú Hòa lắm. Bây giờ trời, tóc này, tóc trái rồi, tóc cây chanh nè. Người ta thấy cái cây đó đủ á. Quay qua cái cây đó đủ, tay nó luôn. Là lúc nào cuộc đời nó cũng đủ hết trơn đó phải không? Đây nha. Là không bao giờ nghèo đó. Bơ. Ở nhà con trồng không mà sao trồng quá trời tôi đủ luôn. Chú thấy không? Dạ con ơi, thằng lúc nào đủ đó mà. Không đủ không có dư. Tại ông bà không có cái chú nào mà cây nào tới dư đó. Mà nghe có cây nào mà dư á. Cây dứa có dứa. Cái đó là dứa, nó khác dư khác. Lát chú Hòa hái dừa cái uống tại chỗ cho hấp dẫn không? Trời luôn. Được không? Được. Một trái thôi uống chung cho nó nhìn nó. Được, tôi hái cho tặng cho người trái luôn. Nè. Bây giờ mình đang quay đó Phật. Dạ quay. Ừ, đang quay đó nghe. Ừ, nói chuyện cho lịch sự chút xíu nha. Nhưng mà cái mic kìa phải đi theo cái máy á. Ừ. Ồ, mía. Wow, mía. Xin chào con. Cái gì? Mua gì? Mía hả? Xuống rồi uống. Tại vì nếu mà chú Hòa không có tiểu đường tao làm á, giờ đường nó cao quá rồi không dám. Tại xưa thì cũng bị... Nào Vi quay, quay đi, Quỳnh quay cái đó được rồi. Hả? Anh quay đi mỏi tê quá rồi. Snicker. À, Snicker đã đi quay. Đúng rồi. Câu đó nó thành nó thất bại quá. Trời hồi đó cũng ăn Snicker. Tại chú Hòa xưa ở Alaska thời gian... Cho là miếng gà nè cho. Không? Mình lên Alaska cái mình làm cho khổ quá, nó đục thân mà. Dạ. Cứ xả hơi một cái rồi break ra một cái chơi bleep cook. Đúng rồi. Chơi một cái kẹo Snicker.
Trời ơi, nó sung sướng. Cỡ nào nó tỉnh táo con người ngay lập tức. Thì con người đó cũng vậy, cũng như là cũng ông này cũng ăn kẹo nè. Giờ đi đi ra hướng này đi. Hướng nào? Nè, đi trước đây tôi quay phim xong. Mày quay cái xe không, mày không quay cái mặt tao rồi. Ai biết qua là ông nào? Ai biết qua là ông nào? Qua đẹp trai nè. Không có đẹp trai đâu, nhưng mà chỉ là dễ thương. Đẹp trai dễ thương lại rất trung tình. Yeah, bản nhạc rồi. Của Ngọc Sơn. Anh number one, đẹp trai dễ thương lại rất trung tình. Lá tôi sẽ giật cái quà dừa xuống, chiếu dừa đây. Tôi tặng cho người cái. Nè, chú Hòa cũng có hồ bơi đây. Có hồ bơi luôn nè, cái hồ bơi hồi xưa của con bé á. Dạ, cái bông ạ. No. Mày hỏi thì tao nói cái bông thôi, tao biết cái gì. Hồ bơi, anh đừng có sọt tay vô. Cái hồ. Không sao đâu, nước nó sạch lắm con, sao đâu. Không, sợ đó nó vô hồ. Năm màu quanh đẹp trai dễ thương. Đó, ai có nhu cầu bơi nhảy xuống. Ok, bây giờ mình đi qua cái vàng cây này mới khủng khiếp đó. Dạ. Dạ. Yeah. Wow. Tao nghe nó quay phim tới là cho cả nhà coi đó. Là tôi nội bất sấp quay bất nhập. Có vừa thanh long đẹp chưa? Wow, quá trời chôm. Nhưng mà bây giờ tôi nói cho biết luôn đó là cái đảo này, cái chôm chôm này chú Hòa nó đặc biệt lắm. Nó ra quanh năm. Thế bây giờ thì mình là chứng minh ha. Trái thì nó chín rồi. Mà bông nó đổ ra tết. Là có nghĩa là trái này là ha, trái này xanh nó chín ăn tới, này xanh nó chín ăn cái gì? Thì trái khác nó ra tết. Ồ, vậy ăn quanh năm luôn. À, quanh năm luôn. Cái bắt cầu đều quanh năm luôn. Ồ, ơ, là cầu quanh năm. Thật mà, không có nó dắt đâu. Chú này coi cái là đỏ hết rồi nè bây giờ. Lá bẻ không nghe. Ai có nhu cầu ăn mãng cầu mua. Ở đây chú bán thôi. Cái gì? Ủa chôm chôm gì vậy? Vỏ chốc hay sao chú? Ôi, ơi, chôm vô rót vào với anh ạ. À. Vỏ chốc không? Ôi. Đi ra qua bên đây cho nó thấp. Đi hết đi. Cao quá. Wow. Mà còn có đuôi. Cái trái thấp thấp dễ thương nè Quỳnh. Có trái mãng cầu thấp thấp dễ thương nè. Nó mặc ngay cái tay. Thôi nói đi. Được. Đó, quay chú hái chôm chôm. Đâu giờ hái chôm chốc luôn. Dạ. Trời ơi. Nè. Chôm chôm này là chôm chôm tróc tróc vỏ luôn. Rồi đó mình bẹt ra một cái là nó tróc luôn. Đó mà người miền Nam ta phát đầu mà chôm chôm tróc á, tróc luôn. Bất kỳ mà nói là tróc á, tróc là tróc nó ra. Đúng rồi. Đúng rồi nha. Nè coi nè. Ăn nghe Quỳnh. Nè. Thử đi. Vỏ tróc nè. Tróc luôn. Ừ nghe nha. Chờ. Ờ, chôm chôm này mới ngon nè. Này mới ngon. Chôm mới ngon. Nhiều cái qua nó qua đây nào Huy. Dạ. Nãy á bà Quỳnh, thọt ừ. Cái chân vô đây luôn rồi. Nằm hai tôi mang dép cũng cao rồi để xem nổi cho em chả. Ngồi luôn á. Nhà tới đây đi, coi cho nó coi biết hả? Chân đất ngọt mà ngon quá nè. Chú Hòa cũng có một nghề nữa phải không? Nghề đi dẫn du lịch phải không? Cũng dẫn viên du lịch luôn. Nếu quý vị nào tới cái đảo này đó, cứ gọi cho tôi biết. Tên là Hòa. Số điện thoại là 808 443 3151. Người nào mà tôi thương tôi thích á thì dắt đi chơi không, mà người nào không thích á thì giá gấp đôi. Dắt đi chơi không thì cứ đi nè. Nè bé. Thật thật đó, nếu mà tới cái đảo này quý vị muốn đi chơi mà biết hết chỗ này chỗ kia đó thì gọi cho tôi biết. Nói thôi chơi dắt đi chơi giá rẻ thôi, có nhà cho Airbnb cho mướn luôn. Đó. Ừ. Bao điện bao nước hết luôn, có máy giặt máy sấy đàng hoàng. Ừ. Trời nói chuyện nghe hay người ta mới nghe, nó khoái có tay người ta mới đi chứ. Chú Hòa nói chuyện qua lại sẽ có ai hiểu. Có thiệt lâu lâu mới có dịp có người này kia mới được lên. Chú Hòa thích lắm. Đó lắm. Thích quay lên. Quá trời đã. Hỏi cái cô kia hỏi giường của ông chú Hòa lớn không? Ta nói giường của ông giường của ông Hòa là king size. Có gì vừa 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 kinh sai giống như Quỳnh đó. Phải bất kỳ nghe Quỳnh đi bây giờ hi lò trên đi rước và rước nó phi trường. Cái tôi giới thiệu là chôm chôm nhã anh nguyên cục quá. Cái cô kêu hỏi dạ vườn anh Hòa nó lớn không mà anh nói nhiều thứ quá vậy. Nó dạ vườn anh Hòa nó kinh sai giường ngủ á. Cái vườn giường cái vườn giường 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 tôi ngủ là kinh sai nó kinh sai tôi nói được cái gì vậy. Trụ giò luôn nè. Có sao không? Cái giường. Nói tiếng vườn đây cái vườn. Cái giường cây trái tôi là gì đó tôi biết. Còn cái giường kia là vừa là mà cái gì trái nào cũng ngon á hả? Ngon thiệt á. Ngon không? Ngon. Cái đó là chị nhỏ cái này nó mới ghê gớm nè. Đúng là chăm chóc luôn á. Đúng chóc luôn nè. Ngon lắm.
Còn chôm chôm thường thì phải là bây giờ Vi quay từ cái cây mà nó còn xanh ha. Dạ. Thì nói là cây vải này nếu mà mình hái hết mình bán ở cái ly hay liều ra đó. Mua vợ chồng con cái mua hết vé bay vẫn chưa hết tiền. Wow. Để nó quá nhiều. Quá nhiều. Trời ơi quá trời. Thì bây giờ